Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho hay đã bắt quả tang một cơ sở giết mổ chui trên địa bàn với hàng loạt sai phạm. Thông tin ban đầu, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai cùng đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở giết mổ tại tổ 20, khu phố 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Cơ sở giết mổ này do ông Trần Thiện Thái Hòa, 35 tuổi, ngụ phường Long Bình, làm chủ. Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 3 nhân công đang tiến hành giết mổ và lóc 2 con heo dưới sàn nhà dơ bẩn, không đảm bảo vệ sinh. Gần đó là một chuồng nuôi nhốt 11 con heo sống chờ giết mổ. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản hàng loạt hành vi vi phạm hành chính đối với cơ sở giết mổ của ông Hòa. Khoảng 3 tuần qua, đoàn liên ngành đã kiểm tra, chuyển hồ sơ sang Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, ra quyết định xử phạt 4 cơ sở giết mổ heo không đúng quy định trên địa bàn thành phố Biên Hòa với tổng số tiền 47 triệu đồng.